Các bạn thân mến, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Phim 247. Ngô Thư Hân sinh ngày 18 tháng 12 năm 1995 là một nữ diễn viên và ca sĩ người Trung Quốc. Cô từng là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ TFE9, bước ra từ chương trình Sống Còn, Thanh Xuân Có Bạn 2. Bên cạnh đó, cô cũng đã giành được nhiều sự chú ý qua các vai diễn trong loạt phim nổi tiếng như Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc năm 2020, Khúc Biến Tàu Ánh Trăng năm 2021 và Thương Lang Quyết năm 2022. Và sau đây là những bộ phim mà cô tham gia. 1. Tiên Kiếm 6, Kỳ Kim Triều, Ngô Thư Hân, Hứa Khải. Thanh niên trấn nhỏ Việt Kim Triều dẫn theo nghĩa muội Việt Kỳ sông pha giang hồ nhiều năm. Một lần tình cờ hai huynh muội không đánh không quen biết với thiếu chủ Lạc Gia Lạc Triều Ngôn, bất ngờ biết được mẹ ruột của Việt Kỳ chính là cốc chủ Côn Bằng Cốc Xúc Ngữ, người khiến ai nấy phải kiêng dè. Bách tính Trung Nguyên hàng năm đều phải khốn khổ vì thần dược khởi nguyên châu của Côn Bằng Cốc. Điều này khiến cho một Việt Kỳ luôn khao khát tìm kiếm mẹ ruột phải đứng giữa hai sự lựa chọn tình thân và đại nghĩa. Dưới sự giúp đỡ của những người bạn tốt, hai huynh muội đi sâu vào hiểm cảnh, từng bước vén ra bức màn bí mật phía sau khởi nguyên châu và mẹ ruột của Việt Kỳ. 2. Khu rừng nhỏ của hai người, Ngô Thư Hân, Trương Bần Bần. 3. Thường Lan Quyết, Ngô Thư Hân, Vương Hạc Đệ. 4. Khúc Biến Tàu Ánh Trăng, Ngô Thư Hân, Bình Vũ Hề. 5. Chuyện Tình Của Thiếu Gia Và Tôi, Ngô Thư Hân, Dương Chí Văn, Diệp Thịnh Giai. 6. Thiếu Chủ, Đi Chậm Thôi, Ngô Thư Hân, Lưu Dịch Sướng. 7. Trạm Kế Tiếp Là Hạnh Phúc, Ngô Thư Hân, Tống Thiến, Tống Uy Long. 8. Bạn Trai Vi Diệu Của Tôi 2, Ngô Thư Hân, Mike D. Angelo. 9. Bạn Thân Mến, Ngô Thư Hân, Hà Lam, Đậu Vương Vi. Và danh sách những bộ phim do Ngô Thư Hân đóng chính cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video mới hơn.